Thời chế nòng lon tỏng bàn, trồi bèn hầu chẳng sản cây sầu lại mực sen lon còng chấu ban giới tính tà mà sen tí tay cọ chất lượng, cọng vạt dân số. Ê rằng cọng cả táng tắc ngành dân số bắc giảng xèng cặp biệt tiếng táo chấu, nên xảy sẵn thèm cọng vụi vột cọng tiếng dầu, kèn, dì lôm cọng sầu sang hào bệnh, dị tật lên rào, lon hắn giàu hạc tàu của cộng tràng cậy sinh vật phẩm y tế xây săn cú hao tài biêu chấu công vạt dân số kế hoạch bến ọc tàu tạt liêng tó vìn trà phường thị trấn các tạc cáo tập loạn leo tiêu tay cậu lạt chấu kỹ năng chấu cộng cú cọng cầy sẽ tạc phóng rèn chẳng sạn càng tràn hợn trời mọc ta tràn sội táo sấy xẹn cắn nhạt mây cháy nòng lon tỏng bạn xem cả tiếng dầu Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, xếp bát tây y tế chuyên khoa cảnh của con bụi giảng hấy là sàng sàn, lon nóng nháy, trồi tao ngành, cút leng, trời bên cọng vạt kham sầu bệnh thọng thường. giấy san cú bệnh viện, lan chủ tòng chỗ hao cọng vạt, trần đoán, lon sàng lọc, hào bệnh, dị tật, táng nóng nháy, trồi lẹn mạt, lon cho mồi xeng. Trời khoa khám bệnh, banh tao ép nhạt, nhàn cản, lọc sạp tỏ ép bẹc, cú nhan rảo sạn, lai kham, loan sầu, hào bệnh lý sảy bá tẩy tiếp nhận luyện tàu nên hậu y bác sĩ trời cây, lan hướng tái, tư vấn chất dịch cáo, táng sang cố nhan giàu sạn, cây giấy san phát chấn, cố nòng nhấy, di lom tư vấn, cậy sang hao trường họp, hao xế san, cần sàng lọc, tiêu trần đoán hao bệnh dị tật, mà hao nòng nhấy, giàu thể, giàu tạc. Sàng lọc trước sinh qua các giai đoạn của thai kỳ cố nhân giàu sạn nay cây khám sạn ngọc cây sẽ tư vấn sang cú nhân giàu sạn cậy hao bến phạp sàng lọc lên ma dầu cố sang xây san, cố thai kỳ cố thăm khám ngọc cây là phạt chặt sang cú nhân giàu sạn giàu cú lung dương tính lòn dị tật ngọc cây sẽ chấu thèm, hao xét nghiệm Tam mạt là rào hao xét nghiệm, chẩn đoán cho sỉ trạn, nhưng một cây sẽ tư vấn tắng sang cú nhân bệnh cây, tóm sạn, loan hao dị tật, thai nhi cho sỉ trọng. Trường hợp tài nhảy, rào hao dị vật, rào thể sầu tạc, nhưng một cây sẽ tư vấn tắng cú nhân cây, hối hội trần, trồi sang tuyến cỏ hơn. Để được đi hội trần ở những tuyến cao hơn, Di sẩy can chấu, trực khoa trần đoán bộ ăn cố bệnh viện, con vạt kham trần đoán hao hình thái cố thai nhi, tắc chấu chân sẩy càn, hạc tao cố cao mẫu thọng báo giới tính cố thai nhi, dây san siêu âm trần đoán bộ ăn, lá chàng hao y bác sĩ phạt chặt sang cố lung, mẫu tắc bình thường cố thai nhi, ta nay giàu hao chỉ định, loan khuyến cáo tắc lộp, tắng của nhân giàu sản. Các cái thai phụ có tiền sử sinh con dị tật. Con vạt sàng lọc trần đoán lên mà giàu, tắc chấu, đối loan liều sang cú nhân giàu sản, giàu lúi hơn làm sập hồ rối Sang cú nhân giàu sản lệ này là siệng năm nội giàu dị tật, hắn năng ta mạt siêu âm, hình thái cú nòng nhấy, giàu nghi ngờ phạt chặt dị tật. Lan tặc tư vấn, chấu hao xét nghiệm, sàng lọc lên mặt giàu lên này bệnh viện Hồng giảo sàng lọc lên giảo mổ xâm lấn cho nên giảo siêu âm hình thái của nòng nháy xét nghiệm dệt nên nhảy trễ đã nhìn nhảy ngô cấy là chấu thêm biến phạt chẩn đoán lên giảo giảo xâm lấn nên xảy biến phạt châu tế bào trồi xui ối ta này sẽ châu hồi xét nghiệm cây xảy biến phạt chân xảy hiện đại tiêu tiếng dầu của nòng nháy giảo dị tật hắn nòng mỏng chế bên còn vạt kham sàng lọc cung say cú cỏ phạt chặt lo sầu lại hao dị tật trồi hao nỏng nhấy hắn tặc giàu ni là tặc hao cơ sở y tế chuyển leng cho nên giàu bệnh viện sản nhi bắc giang càng nhạt càng dâu táo tay cọ chặt lượng theo lãnh đạo cú bệnh viện sang hầu bệnh chán lan giàu chặt trồi hao nỏng nhấy hắn giàu nơi xảy hao bệnh bệnh lắm tàu bẩm sinh bệnh lán dệt bẩm sinh hắn nàng hao bệnh sảng sản thượng thận bẩm sinh sang hầu bệnh cày, lan ạc phạt chặt, trồi xây san, rào sạn, mà phải tó tam ma rào chặt, loan chấu hào mẫu diệt nghiệm, hắn phạt chặt tạc. Do này, cố cong vạt sàng lọc ta mạt hắn rào, tắc tiếng xảy quan trọng. Mổ nhạy, tạc lon cố cọng sàng lọc, lệnh mặt rào di lôm trồi tuyến kheng cho trung tâm y tế yên thế viền hao trạng sản vụi vột cây trần đoán sàng lọc lên mặt rào lon trồng mồi rào tạc xăng hao khoa phòng chấu chăn sẩy kiệt cá thông cú phòng dân số lon truyền thông liệu sang hào thông tin cây tuyên truyền hao chấn sội cậy dân số tạc truyền tải lạc sang khoa phòng lộp tiêu hao tải piu y tế chấn khai chấu Loan đặc thù sẽ ít vì miền bồ, do tổ hao lán hầu. Lán hầu cậy cành trại, lòn cộng hồi lai, nên giấy san cú, cầu và sàng lọc, loan sầu hao bệnh dị tật, lên mặt rào, lon trầu mồi hán rào, lan tắc dâu táo, lon chấu, tiêu chấu phạt cao ngày, táng sang cú nhân rào sạn. Hau giấy san phát chấn, cần lau ấy, hắn năng hao nhà dịch cậy sàng lọc bệnh dị tật, tác phổ bến chân sể cáo táo của nhân men, tà mát lêch hàm, loan sầu bệnh sau khi tiếp nhận những cái sản phụ những cái thai phụ đến khám Tamat nhàn cố nhân dở sạn nay khàm, tùy từng độ lúi mà ngọc cây, sẽ tắng của nhân dở sạn hối siêu âm, tiêu trần đoán, bộ ăn, cố nòng nhấy, rau, ối. Ai nhạp cố lúi dở sạn, rau thể châu dệt tiểu xét nghiệm, lôm sập lấy, tó sập ba tuần, như ngọc cây tư vấn, cố nhan, hối châu mẫu, tiểu xét nghiệm ta ma rảo hộp cây tư vấn sàng lọc dị tật bẩm sinh lôm siêu diệt siêu men suy giáp chàng hao nòng nháy phát chấn tắc thục liệu đối tượng đều sinh ở tại khoa tiêu chàng hao tẩy bạn cán sán hầu tắc dịch tổ nên cản cây chi cục dân số kế hoạch bến ọc tàu, cột leng lan rảo hao chặt sạn chàng cậy vật tư hắn năng mẫu xét nghiệm tiêu sàng lọc hao bệnh dị tật ta mạt, hao nỏng nháy hắn rào. Lòng trung tâm y tế Yên Thế Vìn, bắt tay cây vừa tắc chi cục dân số của Liang, trang chắt sập mẫu xét nghiệm sàng lọc, loan lẻng bệnh lý, hao nóng nháy hắn rào, cho nên xảy suy giáp trạng bẩm sinh, loan bệnh siêu enzym, gờ lọc PD. Loan hao mẫu cây, ta mạt tác chi cục dân số của Liang bản dạo, là tác dạo táng phòng chuyên môn. Tô cú hao nóng nháy hắn rào, là tắc trầu mẫu sàng lọc, mổ trầu trên. Trong quá trình mang thai thì bác đến đây bác sĩ đã hướng dẫn chúng tôi. Lai cây khàm, một tác hào bác sĩ tư vấn ai nhập sể san, cú rào sạn. Ta mạt rào nòng nhấy, ni hào bác sĩ châu diệt, trồi két tọc, tắng nòng nhấy, tiểu hối sàng lọc. Trong quá trình mang thai, ai nhập chỉ tiêu còn chấu thực dạo hàng nên, ngô cây hay sẵn cộng trấn khai tổ chức chấu truyền thông trồi sinh trả thị trấn, đó sang cố nhan trồi xế san rào sạn, tiêu xịt xế san phá tẩy hối kham, tiêu siêu âm phát chặt hao dị tật, rào chặt trồi xế san rào sạn. Ngô cây trấn khai trồi sang khoa sản, trung tâm y tế của Vinh, tiêu châu mẫu dệt, tiêu hối sàng lọc lên mà giàu. Giàu sang của làn, ta mà xịt kẹt cá thọng báo nghi ngờ, giàu bệnh. Ngô cây là tư vấn tăng ọc tao, hối kham, lo sàng lọc lên mà giàu nóng nháy, trồi bá tẩy cọ tàn, tiêu sầu, tạc lột. Để khám và chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời dì nhăm tay cỏ lặt chống cọng, lon chất lương không vạt sàng lọc lên ma giàu, lon chống mồi giàu, tác dịch tàu lọc nhiệt vừa cú chi cục dân số kế hoạch bến ốc tao của Leng là phối hợp loan bệnh viện phụ sản của cả tổ chức lớp tập loạn kỹ thuật sàng lọc lệnh mặt giàu loan hán giàu táng đội ngũ hao tài biêu y tế trồi Leng loan vìn thành phố nội dung cú mà tập loạn tác truyền đạt bởi tiến sĩ Lê Minh Trác giám đốc trung tâm sơ sinh bệnh viện phụ sản của cả Trừ cây rào cản ép bè, của nhân lai tọc, xảy hao tải biêu phụ trách chuyên môn trồi sang hào bệnh viện, trồi khen, loan trung tâm y tế trồi sang viền thành phố, là tắc thắn, loan láo dầu tràn hợn, cây hao nhàn dịch chuyên môn, trồi sang lọc, trần đoán sầu bệnh khen mặt sẹng, lon trồng mùi sẹng, cho nên tập tròn chắn díu nhập kỹ thuật lên sẹng, lon bệnh lán dệt bẩm sinh, sàng lọc sơ sinh, bệnh sảng sản thượng thận bẩm sinh, sàng lọc bệnh nhảy long ta mạt hắn rào, hắn năng bệnh lắm tao bẩm sinh, cây cằn liều dày hầu bệnh lon hao dị tật lăn lộp ta mạt, hao nòng nhấy, mổ tắc sàng lọc, hắn năng trần đoán một tắc lộp loan học cổng tạc cáo dọc tập loạn mặt gầy, hao tài piu y tế chấu của còng chuyên môn là tạc thêm nhạc hao nhà xịt, cần táo tiêu tương dáng tay cọ chất lương bụi giảng hơi lạt tắng cú nhan giàu sạn loan hao nóng nháy hán xẹng trồi cơ sở Đối với chúng mình là tuyến huyện, trung tâm y tế huyện thì là... Ngọc Cây tắc cáo dẹn sở tiến sĩ Lê Minh Trác, Bệnh viện Phụ sản Cục Cạ, cải truyền cáo hao nhà dịch kỹ năng, tư vấn sàng lọc, lệnh rào nóng nháy, tràn sởi rào ích. Nhờ sang chịu tập loạn gan chấu, Ngọc Cây là tạc xiếng lộp, tạc màn, tiêu Ngọc Cây tập loạn, tắng hao đồng nghiệp trồi bệnh viện trang táng sang cố nhân giảo bệnh, sang cố nhân giảo sạn, tầm soát tạc bệnh, tiêu phát chặt, lon, sầu bệnh, tạc lộ. Thì đặc điểm là riêng cái bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh di truyền thôi thì... sang lọc lên rào lon cho mồi rào rào lấy nhóm bệnh cơ bản nên xảy cấu trúc chức năng rối loạn chuyển biến, lon di truyền đối loạn bệnh, rối loạn truyền bến, loạn di truyền, do tỷ lệ chân sể tài, nơi xảy rát trôi ếch chen, ngổ bẹc, táo nhảy trẻ nóng nháy. Cạt bè xảy cú bành cây, hao nóng nháy sang chặt, Nhi bình thường trong giàu khả năng xoay hắn năng bị di chứng trôi liều sấy của nhan cú bệnh cây giàu thể sầu tạc tàn giàu hao biểu hiện lâm sàng các giàu cú cọng sàng lọc cây nhảy long ni phến tạc cú cọng cậy nhảy long ta mạt hắn giàu tắng sang hao nọc nháy trang sàn sàng lọc phến tạc hao khiếm khuyết bẩm sinh dị tật bẩm sinh lông vải tao nào fly, Châu Lai hạnh phúc tắng ọc tao loan trà vôi. Bắc Giang làng trồi xây san vùng từ phát chấn canh trải trà vội, loan tộ hao cơ hội, loan sàn còng nổi bật. Do này, tiêu dòng tắc liều hao cơ hội, loan giàu ép nền tảng chân sể can, táng còn phát chấn thập liều, cần tó sang cú nhan, giàu chất lượng. Mó hồng cậy cú cọng chố pan cậy tỷ lệ nổi nhan, nam nhan, hán năng mực xiang. Ết rằng quan trọng cả táng cần tiếng táo, nên sẩy sang cú nhan men, giàu hấy lạt tiêu chỗ tạc giảng này cao vạt trần đoán sàng lọc lên mặt giàu cho mùi giàu, tư vấn lên mặt sáng trầu, cân tăng tay cọ hơn nạn này xây. Nề xảy tỏi màn, loàn gì xảy hao cộng chấu quan trọng, mà sang ngành, sang cấp, cần dâu táo, tiêu chấu. Mó họng trời cắn nhạt, mà cắn tắng, sang sấy, lai nhạt.